Hello, xin chào các bạn, mình là Huy Tun. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em một con hàng để chơi game nhẹ đấy các bạn, Acer N412. Trước tiên chúng ta cùng nhìn ngoại hình trước. Đây là màu đỏ đô và cực kỳ mới nha các bạn. Tuy là gọi là hơi lâu đời một tí nhưng mà rất rất mới luôn. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng vào gọi là kiểm tra test hiệu năng của nó nha các bạn. Cái thanh tab này thì do là màn hình này chỉ khoảng 10 inch thôi, thế là mình ẩn giấu ở bên kia. Thấy pad chuột có lướt dùng hai ngón rất hay. Cái này mình cài mãi driver mới được đấy. Tin ngày hôm nay của chúng ta là gọi là mưu lê giảm cân thành công các kiểu gì đấy, không rõ. Ok, thì mình sẽ vào game Phong Thần nhé để kiểm tra cho anh em xem. Chưa là đang có khách đặt mua cái máy này về để chơi Phong Thần các bạn, nên mình sẽ ưu tiên test trò này trước. Ok, với hệ phái đạo sĩ thì do cái game này mình không bật tiếng nên các bạn thông cảm nhé, chứ tiếng tam mũi chân hỏa thì nghe khá là hay. Đây, mình sẽ chỉnh lại một số hiệu năng. Ở đây mình sẽ chỉnh lại một số hiệu ứng hình ảnh để cho anh em xem cho nó ok. Ok các bạn, thì sau khi mình cài đặt skill các kiểu đánh các bạn xem nha. Thì đang là auto chuột phải nha các bạn. Auto chuột trái thì bình thường chủ yếu là auto chuột phải. Đấy, đánh rất mượt. Một ác thì đánh rất ok đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ thử thêm một ác nữa. Thì khi mà bật hai ác thì có vẻ là hơi bị giật. Nói chung là lời khuyên cho các bạn là khi mà các bạn chơi hai ác thì chúng ta dùng một nick để đi làm nhiệm vụ bào thương các kiểu, còn một nick thì để treo bán hàng hay là làm gì đấy, hoặc là treo vạn tiên trận các kiểu. Chứ còn nếu mà PK thì chúng ta nên dùng một nick thôi các bạn. Mình sẽ test Helpline 1.1 cho anh em. Rồi, nhập lệnh các kiểu SB ship trừ che tab X1 enter R8 enter. Chung là cái này cũng viral phết đấy. Ở đây thì mình sẽ bán bằng pad chuột nha các bạn. Mình khá là lười dùng chuột đấy. Chứ tất nhiên nếu mà để mà chơi game hay bình thường thì nên dùng chuột nha các bạn. Màn hình này chỉ 10 inch thành ra là nó hơi bị nhỏ tí nhưng không sao. Tuy vậy cầm rất là gọn và máy thì có pin nha các bạn. Pin được 2 tiếng, tôi đã test thực nghiệm rồi. Rất ngon. Chơi là cũng phê lòi đấy, rất tiện lợi. Tiếp theo thì mình sẽ vào Ra 2 để chơi các bạn. Nói chung có nhiều game lắm, nhưng mà những cái game này game cơ bản, giống như mình nên có một game FPS kiểu bắn nhau, một game kiểu MOBA giống như Ra 2 để chế. Với thêm tùy ít nhất là có thể đua xe chẳng hạn, nhưng đua xe này có vẻ hơi nặng các bạn, thành ra là cũng tùy máy nhá. Cái trò này là trò bắn zombie nha các bạn.
Nhưng nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể comment, thì mình sẽ để link ở bên dưới các bạn tải. Chứ cái tên cái trò này tôi cũng không nhớ, tôi chỉ nhớ link tải các thứ, tại vì tôi cài sẵn này. Bắn rất là đỉnh cấp các bạn. Cái này do mình không dùng chuột, thành ra mình chỉ đứng chỗ bắn thôi, chứ mình thường phải nhảy nhảy chạy chạy không phải bắn nhé. Giống như kiểu mình mà chơi được kích cái bắn zombie vậy. Ok, thì bây giờ đã đến tiết mục gọi là test loa. Nói chung là máy này là phím rất mới, bấm rất sướng các bạn. Pin thì 2 tiếng, loa thì đường bàn, các bạn nghe ở đây nhé. Camera thì nó chỉ khoảng 360p thôi. Còn xem YouTube thì xem được khoảng 480p thôi các bạn. Lướt Facebook với web thì ổn. Nói chung là tôi cũng vừa test các bạn xem ấy. Em nào cần mua thì liên hệ với mình qua mô tả hoặc cả link ở trên video nhé. Tạm biệt mọi người và gặp lại clip sau.